Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối với hộ kinh doanh, yêu cầu chỉ bán các mặt hàng thiết yếu theo quy định, tuân thủ việc sắp xếp nơi bán hàng của ban quản lý chợ, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K, quản lý chặt người lao động làm việc, người bán hàng của mình, thông tin về họ, tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, địa chỉ nơi ở, quê quán, số điện thoại, thông báo ngay cho cán bộ quản lý chợ hoặc cán bộ đầu mối phụ trách phòng chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc người có liên quan trong giao tiếp tại chợ có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Đối với khách hàng, người lao động làm việc, người bán hàng, thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ làm việc, thực hiện tốt thông điệp 5K, tuyệt đối không đến chợ khi có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, thông báo ngay cho cán bộ quản lý chợ hoặc cán bộ đầu mối phụ trách phòng chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc người có liên quan trong giao tiếp tại chợ có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Yêu cầu thực hiện giãn cách các sạp hàng, quầy hàng trong chợ bằng cách bố trí bán luân phiên trong ngày không quá 50% số lượng hộ tiểu thương được phép buôn bán các mặt hàng thiết yếu tại chợ, trừ các tiểu thương phân phối hàng sỉ tại chợ đầu mối Hòa Cường. Giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường, xã chỉ phát hành thẻ vào chợ có mã QR code cho các hộ dân trên địa bàn, không sử dụng thẻ vào chợ mà không có mã QR code, nghiêm cấm và xử lý nghiêm tình trạng chợ tự phát trên địa bàn, tình trạng người bán hàng rong thực phẩm gây tụ tập đông người tại các tuyến đường, kiệt, hẻm ở khu dân cư. Văn bản này được áp dụng kể từ 12 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.